nói buồn với bố. Bảo nó đâu mà cơm thế nhanh. Cơm thôi mà hôm nay đây, làm việc rất nhiều nha. Nồi cơm này, để cơm. Vì lấy cơm gì mà y tê làm sao đó. Nào bà vợ đó là nhà hết củi rồi nha. Ông à, nhà hết củi rồi ông ạ. Đường để tôi hôm nay có lên lấy cho ông. Đây, ba cua rồi. Đây, mọi người ăn đi, cho ông còn. Nói là lấy củi cho đủ là cho mùa đông nha. Tại vì mùa này thiếu củi à. Nói cho ông biết. Tôi xin nói cho bà biết là tôi lấy. Không, ông ngồi đó ông nghe đi. Ông im. Bà vợ nói cho nghe. Nói đi vợ. Mùa đông đến rồi, ông lấy thì lấy nhiều vào nhá. Đi chắc đủ cả mùa đông. Rồi. Ôi, hôm nay con nấu cơm cũng sắp hết củ thật đấy. Cái thằng con này là mà xin mày là đi theo rồi. Được chịu không? Không được. Mày về ở nhà. Ở nhà mày xem đá bóng đi. Bảo nó ở nhà xem đá bóng đi. Ở nhà như vừa mày mà xin cho tao đứa cháu. Ăn cơm đi lên. Ăn lên. Rồi thôi đi. Đi đồ đó. Rồi hôm nay đi. Đi đi. Đi kiếm tiền củi đi. Trên rừng có gặp con thú gì không? Không ạ. Có con thú dữ nào không? Không. Có rắn gì không? Không có. Không có. Cái cây này cây to to giữa nè. Cây ở giữa. Cây to lắm mà. Rồi, tôi dừng bị trái. Dừng trái xung quanh. Dừng trái. Không có đường ra. Không có đường ra. Là cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu. Cứu qua ở đây không? Cứu. Rồi, bị trái chết. Nói lời cuối. Nào, nghiêm túc nào, nói lời cuối. Gần như bố đã đi
Bạn ơi, bạn tiền tôi đi nhé, bạn nhá, quay lại với tôi để tìm tiền, mượn tiền tôi đi nhá. Ông à, sao ông có thể bỏ tôi đi chứ?